Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Nguyễn Văn Hồ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Sơ kết 9 tháng thực hiện phương án 279 tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và vùng phụ cận giai đoạn 2016-2018. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ hoàn thiện công trình trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Lóng Luông năm 2017. 70 học viên là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2017. Cuối chương trình là gương người tốt việc tốt, giáo viên tận tụy vì học viên xóa mù chữ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Huyện ủy Vân Hồ tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện phương án 279, giải quyết địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông và vùng phụ cận giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vân Hồ, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án 279 tại xã Lóng Luông và vùng phụ cận giai đoạn 2016-2018. Trong 9 tháng qua, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp công tác, thu được những kết quả quan trọng. Nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác tham gia bảo đảm an ninh trật tự được nâng cao. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, an ninh chính trị được đảm bảo, giữ vững. Hoạt động của tội phạm cơ bản được kiềm chế. Lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 29 vụ, 45 đối tượng có liên quan đến mua bán vận chuyển ma túy. Trong đó, phá 9 chuyên án lớn, bắt giữ 14 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 59,7 kg heroin, 21.838 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, gần 8 triệu đồng tiền Việt Nam, 3 xe ô tô, 14 xe máy và nhiều tang vật liên quan khác. Đã tổ chức 12 hội nghị công tác tuyên truyền tại 6 bản với hàng trăm hộ gia đình tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương thành tích của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức công tác thực hiện phương án 279 thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, lực lượng công an Sơn La và huyện Vân Hồ cần tập trung phối hợp củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tiếp tục đấu tranh triệt xóa các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới, triệt xóa các điểm tụ điểm bán lẻ trên địa bàn, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền, tố giác tội phạm, vận động và bắt đối tượng truy nã cộng cán trên địa bàn. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, bàn các biện pháp triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong phương án 279 tại xã Lóng Luông và vùng phụ cận thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 4, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đến kiểm tra tiến độ hoàn thiện công trình trụ sở Huyện ủy, trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Dự án xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy, trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện được khởi công xây dựng từ ngày 23 tháng 7 năm 2015 tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ theo quyết định số 2978 và 2979 ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La với tổng mức đầu tư trên 146 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Quy mô xây dựng gồm 2 khối nhà, tổng diện tích 1.570 m2 cùng các hạng mục phụ trợ khác. Dự án trụ sở Huyện ủy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung hệ thống mạng lan. Phần điều chỉnh bổ sung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến cuối tháng 4 năm 2017, công trình sẽ nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra thực tế tại công trình, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên, công nhân ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ kế hoạch di chuyển huyện xuống trụ sở mới theo lộ trình đã đề ra. Ngày 12 tháng 4, huyện Vân Hồ đã tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại xã Lóng Luông năm 2017. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Vũ Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện. Nội dung diễn tập được chia làm hai giai đoạn là tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn và thực hành chữa cháy. Ở giai đoạn 1, tình huống giả định được đặt ra vào lúc 12 giờ ngày 9 tháng 4 đến 18 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2017, do thời tiết hanh khô kết hợp nắng nóng làm khô héo cây cối, một số hộ dân sơ ý đốt nương đã bắt lửa bùng phát thành đám cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình, trưởng bản đã huy động lực lượng dân quân tại chỗ, thanh niên bản và bà con nhân dân khẩn trương dập đám cháy. Tuy nhiên, do lực lượng quá mỏng,
thời tiết nắng nóng, gió to, ngọn lửa càng bốc cháy cao theo chiều gió, có nguy cơ cháy lan xuống bản. Trước tình hình trên, trưởng bản Bản San Cài đã báo cáo với Ban chỉ đạo ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn của xã, đề nghị tăng cường lực lượng để chữa cháy và sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ cháy lan. Về phía Ban chỉ đạo ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn của huyện Vân Hồ, sau khi nhận được tin báo, đã có công văn chỉ đạo Ban chỉ đạo xã Long Luông với phương châm 4 tại chỗ, nhanh chóng dập tắt đám cháy, sơ tán toàn bộ người và tài sản của nhân dân trong vùng có nguy cơ cháy đến nơi an toàn, đồng thời có biện pháp khắc phục sau cháy, quyết tâm bảo vệ rừng, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình tại địa bàn. Thực hiện công văn chỉ đạo của huyện, Ban chỉ đạo ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn xã Long Luông đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, xác định biện pháp ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, điều chỉnh, bổ sung, triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các lực lượng ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2, thực hành chữa cháy. Để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra cháy lan gây thiệt hại về người và tài sản, chính quyền địa phương đã sử dụng các lực lượng cơ động tại chỗ, phối hợp với các ban ngành đoàn thể và bà con nhân dân trong bản, sử dụng các vật liệu, phương tiện tại chỗ để chữa cháy rừng và ngăn chặn đám cháy lây lan ra diện rộng, đồng thời cấp cứu người bị nạn do cháy rừng. Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước và nhân dân vùng bị cháy, lực lượng công an huyện, công an xã, an ninh bản đã kiên quyết trấn áp, bắt giữ các đối tượng lợi dụng cháy để trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Trong giai đoạn thực hành của cuộc diễn tập, mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp các ngành, những người tham gia diễn tập đã thể hiện rõ khả năng huy động lực lượng tại chỗ nhanh, kịp thời, hiệp đồng chặt chẽ theo phương châm 4 tại chỗ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập. Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của xã Long Luông trong công tác chuẩn bị các nội dung, lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ diễn tập, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ cho cả diễn tập và ứng phó trong thực tế tại cơ sở. Cuộc diễn tập diễn ra đảm bảo đúng quy trình, đủ nội dung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban chỉ đạo diễn tập, Ban chỉ đạo ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn của huyện Vân Hồ đánh giá cuộc diễn tập đạt loại giỏi. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau 4 ngày học tập, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4, 70 cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2017. Theo đó, các học viên đã được nghiên cứu 6 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ, hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở. Thông qua chương trình bồi dưỡng đã giúp các học viên nắm chắc được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn, góp phần áp dụng vào thực tiễn địa phương, nơi công tác, nhằm đẩy mạnh công tác phụ nữ ở cơ sở và sự phát triển của phong trào phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học, trong đó có 80% học viên đạt loại khá và giỏi. Thưa quý vị và các bạn, không tiếng trống trường, không tiếng chuông báo đổi tiết, lớp học đặc biệt của cô giáo Đinh Thị Ngọc, giáo viên trường tiểu học xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ cùng 24 học viên vẫn đều đặn diễn ra vào 19 giờ các ngày trong tuần. Đó không chỉ là kết quả của lòng yêu nghề mà còn là cái tâm lớn lao của người làm nghề dạy học. Phần cuối chương trình truyền hình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi gương người tốt việc tốt, giáo viên tận tụy vì học viên xóa mù chữ. Năm 1997, cô giáo Đinh Thị Ngọc về nhận công tác tại trường tiểu học xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ. Từ một cô giáo trẻ mới ra trường còn gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng bằng tình yêu với nghề giáo, cô luôn phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, để mỗi khi đứng trên bục giảng có thể đem hết kiến thức truyền đạt cho các em học sinh. Năm 2015, sau khi nhận được kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ về việc mở các lớp học xóa mù chữ, cô đã đề xuất với ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch mở lớp và mạnh dạn đứng ra nhận dạy lớp xóa mù chữ tại bản Suối Nậu, xã Liên Hòa. Chuyện mở lớp tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất gian nan, bởi lớp học của cô là những học viên đặc biệt, các học viên đều là nữ.
vừa phải lao động, vừa phải chăm lo gia đình, con nhỏ, gần như không có thời gian trống. Thế nhưng suốt gần 2 năm qua, cô cùng với nhà trường đã mở và duy trì được 3 lớp học xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho hơn 110 học viên. Cô giáo Ngọc thì đã có nhiều năm công tác. Cô đã mang hết công sức và tâm huyết những gì học được từ trường cũng như là từ kinh nghiệm của bản thân và học tập qua đồng nghiệp mang đến để giảng dạy cho các em, đặc biệt là về công tác xóa mù chữ. Thì cô Ngọc là một giáo viên đi đầu trong cái phong trào này, luôn chấp hành và hoàn thành tốt cái công việc được giao. Năm học 2015-2016 thì đồng chí Ngọc là giáo viên lớp xóa mù của bản Suối Lậu. Những ngày đầu tiên thì học viên còn e dè, mặc cảm, ngại đi học. Với sự nhiệt tình và lòng nhiệt huyết, với trách nhiệm của một người giáo viên, người đảng viên, cô luôn luôn gần gũi, tạo điều kiện giúp đỡ học viên, và ngược lại thì học viên cũng rất là quý mến. Cô giáo luôn ủng hộ cô giáo trong cái việc là giảng dạy, đi học luôn đầy đủ đúng giờ để học tập ngày một là tiến bộ. Và qua những lần chúng tôi đi kiểm tra, ban giám hiệu chúng tôi đi kiểm tra thì chúng tôi thấy là chất lượng của lớp của cô giáo rất là tốt. Các học viên đã đọc cũng như là viết và tính toán cơ bản là rất là tốt. Khi trời chuyển tối là lúc mà mọi người trong gia đình quây quần bên mâm cơm, thì chị Ngọc lại tranh thủ xuống lớp học đặc biệt của mình, chuẩn bị bài giảng, sẵn sàng cho buổi học mới sắp bắt đầu. Phần lớn các học viên tham gia lớp học xóa mù chữ chỉ quen với việc đồng áng hàng ngày. Vì thế việc cầm bút, luyện từng nét chữ hay tiếng đánh vần, đọc đồng thanh đối với họ là cả một quá trình rèn luyện. Điều mà cô Ngọc trăn trở nhất chính là làm sao để duy trì được sĩ số lớp. Những học viên xóa mù chữ hầu hết là những người có tuổi, điều kiện gia đình khó khăn, việc học và tiếp thu kiến thức rất chậm, dễ sinh chán nản, dẫn đến bỏ học. Vì vậy cô Ngọc luôn cố gắng đến từng nhà để tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, tâm tư tình cảm của từng học viên, chủ động phối hợp với ban quản lý bản, các đoàn thể thường xuyên động viên các học viên đến lớp hoàn thành chương trình xóa mù chữ và có hứng thú tiếp tục học sau khi biết chữ, khuyến khích gia đình chị em hưởng ứng và tạo điều kiện cho chị em theo học. Được sự phân công của nhà trường, tôi được làm chủ nhiệm lớp xóa mù ở cái bản Suối Nậu này. Rất là khó khăn. Khó khăn cái thứ nhất là chị em là một là có tuổi rồi, hai nữa là nông dân, thì cho nên là cái việc đi học của chị em thì cũng không được đảm bảo về số lượng học viên và thời gian. Thì tôi đã động viên chị em là chúng ta cần phải đi học, cần học tập nghị quyết của Đảng và cần phải làm giàu cho bản thân mình để xóa đói giảm nghèo cho bản thân và xóa đói giảm nghèo cho cả làng. Chị em mỗi đầu thì có 2-3 chị em đến lớp, sau đó thì tối sau nữa đến 5 chị em, 10 chị em, thế là đến tận giờ là chị em đến lớp là hơn 20 người và cũng được học hết cái chương trình xóa mù. Từ xa ánh đèn pin lấp loáng, tiếng cười nói, những khuôn mặt rạng rỡ của các học viên đến lớp đã xua tan đi màn đêm tĩnh mịch. Lớp học đặc biệt này có những học viên đã lên chức bà, dáng lom khom, đôi mắt không còn nhìn rõ chữ nhưng họ vẫn chăm chỉ đến lớp. Tôi rất khó khăn, nhưng mà có thầy, có cô giáo thì đi động viên đến nhà, thì chị em chúng tôi cũng đi học đều và cô giáo cũng rất chu đáo. Người nào không biết đọc thì cô giáo đi chỉ từng chữ một. Còn không biết viết, cô giáo cầm tay viết. Được cô giáo giúp đỡ chị em chúng tôi, hiện bây giờ ai cũng biết chữ hết. Biết đọc, biết viết hết. Thì bản thân tôi cũng nhiều tuổi, họ cũng chậm mà viết cũng chậm, nhưng mà cũng được cô giáo Ngọc nó cũng cố gắng nó dìu dắt cho lớp. Bản thân tôi cũng biết đọc với viết và cả lớp cũng biết đọc với viết. Khi đồng hồ điểm 22 giờ đêm, cũng là lúc lớp học của cô Ngọc kết thúc, cô lại trở về chấm bài, xem giáo án cho buổi dạy ngày mai. Dù việc học hành đôi khi vẫn bị gián đoạn bởi những công việc mưu sinh hàng ngày, song nhìn những học viên của lớp xóa mù chữ, ngày càng có nhiều học viên biết đọc, biết viết, cô không giấu nổi niềm vui sau mỗi giờ lên lớp. Tôi cũng rất tự hào cho bản thân của mình là đúng với cái nghề của mình, là mình đã làm được cái việc trăm năm trồng người. Và tôi cũng rất là vui, vui mừng nhất là khi người dân trong bản mình mà biết chữ. Và tôi mong làm sao
tôi với các đồng chí giáo viên trong trường của tôi sẽ cố gắng hơn nữa và để làm sao cho tất cả những người dân ở trong xã nhà cũng như người dân ở những xã bản khác biết chữ như những học viên của tôi đã dạy. Tôi mong muốn làm sao các bản khác, các xã khác cũng có những đội ngũ học viên nhiệt tình tích cực. Với sự quan tâm của các cấp các ngành cùng với sự quyết tâm theo học cái chữ của những học viên đặc biệt như thế này chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để những giáo viên như cô Ngọc có thêm nghị lực cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.